Qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ 9 và nghị quyết Đại hội Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018-2023. Phát huy truyền thống của hội nhiều năm qua, bằng sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, hội viên toàn tỉnh, công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 9 đã đạt nhiều kết quả nổi bật, nhiều cách làm hay sáng tạo, nhiều mô hình mới hiệu quả đã được nhân rộng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà nghị quyết đại hội 9 của hội đề ra. Hội đã chủ động đổi mới nội dung phương thức hoạt động, kết hợp chặt chẽ công tác tập hợp tuyên truyền vận động hội viên nông dân, coi trọng bồi dưỡng kiện toàn đội ngũ cán bộ hội, tham gia xây dựng cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề, trợ vốn, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên nông dân. Xây dựng nông thôn mới nâng cao và chỉnh trang đô thị, đảm bảo quốc phòng an ninh, tham gia giám sát phản biện xã hội, xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nông dân với đảng, nhà nước. Tổ chức Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực học tập, lao động sản xuất kinh doanh, cùng với đảng bộ và nhân dân của tỉnh, đưa kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội phát triển khá toàn diện, an ninh quốc phòng được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của người dân đảm bảo và không ngừng được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 11. Cùng với quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa của tỉnh, lĩnh vực nông nghiệp ở Bình Dương tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng trưởng ổn định bình quân hàng năm đạt 3,1%. Nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả, từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, chăn nuôi tập trung, phát triển theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ. Đã hình thành các vùng chuyên canh cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, nhất là cây ăn trái có múi, vùng rau màu, sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao. Chăn nuôi phát triển tập trung với quy mô lớn, áp dụng kỹ thuật cao, chú trọng phòng chống dịch bệnh gắn với bảo vệ môi trường. Nông dân Bình Dương đã nhanh chóng thích ứng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, nhận thức về nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái được hình thành và phát triển trong nông dân. Đã có rất nhiều mô hình nông dân đầu tư sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đời sống vật chất tinh thần của nông dân được cải thiện rõ nét. Tư tưởng cán bộ hội viên nông dân nhìn chung ổn định, luôn chấp hành tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, an tâm sản xuất kinh doanh, luôn tin tưởng phấn khởi đón nhận các nghị quyết, chương trình chính sách của đảng và nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ra sức thi đua sản xuất để tăng thu nhập nhằm nâng cao mức sống cho gia đình. Nông thôn Bình Dương luôn giữ ổn định và phát triển, vì xây dựng kết cấu hạ tầng tiếp tục được chú trọng, bộ mặt nông thôn của tỉnh ngày càng được đổi mới, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nông dân. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kế hoạch đề ra. Cán bộ hội viên nông dân cấp cơ sở rất tích cực tham gia cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các chương trình hoạt động tiêu biểu như xây dựng tuyến đường văn minh đô thị, tuyến đường kiểu mẫu, khu phố không rác, chợ văn minh thương mại, trồng và chăm sóc cây xanh, chăm sóc bồn hoa, được các cấp hội tổ chức thực hiện tốt. Công tác xây dựng tổ chức hội tiếp tục được quan tâm củng cố và phát triển thông qua việc bồi dưỡng, tập huấn cán bộ hội có nhiều đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội. Bình quân hàng năm, 100% cơ sở hội đều xếp loại vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đơn vị yếu kém, vượt 5% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Công tác quản lý, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên luôn được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp mới gần 7.300 hội viên, đạt 180%. Hội chủ động trong khai thác các chính sách nông nghiệp, nông thôn, tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất kinh doanh, nhân rộng các điển hình thường xuyên được thực hiện thông qua việc sơ tổng kết, khen thưởng, tổ chức các giải thưởng, nổi bật là giải thưởng nông dân Bình Dương xuất sắc hàng năm. Các cấp hội đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên nông dân, thực hiện có hiệu quả đề án hình mẫu người nông dân mới của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Đó là người nông dân có tư duy mới, nhận thức mới, kiến thức mới, đời sống văn hóa mới. Khi đó, người nông dân trong thời đại mới phải biết ứng dụng những thành quả nông nghiệp thời kỳ 4.0, từng bước thay đổi tư duy, tác phong làm việc, cách thức quản lý, có khả năng thích ứng và bắt kịp với xu thế chung của thế giới. Toàn tỉnh hiện có hơn 44.600 hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, với 97% là hộ hội viên nông dân.
cùng với sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, nông dân Bình Dương đã nhanh chóng tiếp cận các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất kinh doanh, tạo nên hình ảnh người nông dân Bình Dương luôn năng động, thích nghi với sự chuyển mình phát triển mạnh mẽ của tỉnh nhà. Đồng hành cùng với nông dân, Hội Nông dân trong thời gian qua đã có cái quỹ hỗ trợ nông dân kịp thời hỗ trợ cho cái nông dân về cái vốn sản xuất tối đa là không quá 100 triệu đồng để hỗ trợ, để là giúp cho hội viên nông dân là gặp khó khăn về vốn. Ngoài ra còn có vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội hơn 160 tỷ đồng giúp cho cái nông dân để vốn giải quyết việc làm, để hỗ trợ cho cái vấn đề mà sản xuất cái nông nghiệp. Và bên cạnh đó thì cũng có giới thiệu áp dụng cái mô hình cái một số cái chính sách ưu đãi của nhà nước như cái nghị quyết số 19 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương, áp dụng số cái vốn ưu đãi của Liên minh Hợp tác xã của cái khoa học công nghệ. Thực hiện các nghị quyết của Ban chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khóa 7 về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, thực hiện nghị quyết và thực tiễn cuộc sống. Các cấp hội đã tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tập hợp và vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế tập thể theo từng chi tổ hội nông dân nghề nghiệp. Qua đó đã thành lập được 65 chi hội nông dân nghề nghiệp. Đặc biệt, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh còn vận động thành lập chi hội nông dân tỷ phú Bình Dương với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực. Chi hội đã tạo động lực và gắn kết nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tiếp tục phát huy hết tiềm năng thế mạnh của mình để góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2018-2023 đã trở thành điểm sáng trong hoạt động công tác hội và phong trào nông dân toàn tỉnh, góp phần làm cho bức tranh kinh tế xã hội ở các vùng nông thôn ngày càng khởi sắc hơn, đời sống người dân khu vực nông thôn từng bước được cải thiện rất rõ nét. Nhiều mô hình kinh tế hộ trang trại tổng hợp, hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hàng năm, toàn tỉnh có hơn 38.000 lượt hội viên nông dân đăng ký danh hiệu thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chiếm 87% so với tổng số hộ hội viên nông dân toàn tỉnh. Trong đó, số hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, bình quân hàng năm hơn 35.000 lượt hộ, chiếm gần 92% so với số hộ đăng ký, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội chính đã đề ra. Hội nông dân các cấp luôn song hành hỗ trợ hội viên trong quảng bá tiếp thị sản phẩm, giới thiệu sản phẩm nông sản ra thị trường. Hội nông dân tỉnh còn tích cực phối hợp với các ngành chức năng tham gia hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa do tỉnh tổ chức nhằm giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hội viên nông dân có cơ hội giao lưu, trao đổi các loại nông sản chủ lực của tỉnh Bình Dương. Trong cái quá trình chăn nuôi từ năm 2017 tới giờ thì thực sự là cũng được sự kết hợp rất là mạnh mẽ của cũng như là các cấp chính quyền, cũng như là ở Hội Nông dân huyện Phú Giáo, rồi là Hội Nông dân tỉnh Bình Dương cũng rất là nỗ lực mà hỗ trợ cho nhiều mặt, nhất là về vấn đề là pháp lý, rồi trong vấn đề là Việt Gáp, ô cốp, rồi là hướng dẫn về cách thức chăn nuôi sao cho đúng trong cái tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong 5 năm qua, nhiều sản phẩm đã kết nối với thị trường trong và ngoài tỉnh được tiêu thụ tại hầu hết các tỉnh thành phố trên cả nước. Thông qua việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, trang bị kiến thức mới về tiến bộ khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội, pháp luật, thị trường và hội nhập quốc tế cho nông dân là chủ trang trại để ứng dụng công nghệ cao và sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Một bộ phận nông dân sau học nghề đã khởi nghiệp thành công, làm nòng cốt để thành lập các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chi hội nông dân nghề nghiệp. Hội cũng đã phối hợp tổ chức cho số nông dân tiêu biểu đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh có mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiệu quả. Những việc làm này đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động tại địa phương. Với những kết quả đó, trong 5 năm qua, đã có nhiều tập thể và cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng hội, phong trào nông dân và các phong trào thi đua do hội phát động. Nổi bật là Hội Nông dân tỉnh Bình Dương được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh,
và là một trong 13 tỉnh thành phố được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ thi đua nhiệm kỳ 2018-2023. Bằng sự nỗ lực cố gắng của cán bộ hội viên nông dân các cấp mà nhiều mô hình hoạt động phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2018-2023 được triển khai sâu rộng và gặt hái thành công. Nhiệm kỳ 2023-2028 thì hội cũng đặt ra cho mình một cái phương châm trong suốt cái nhiệm kỳ tại đại hội này, đó là đoàn kết, đổi mới, hợp tác và phát triển. Thì đối với cái phương châm này thì hội xem như có nhiều cái chương trình hoạt động, tuy nhiên thì tôi rút ra bốn cái nhóm nội dung mà trong thời gian tới hội phải tập trung quan tâm, đó là thứ nhất là tập trung cho việc là xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ hội trước. Rồi cán bộ hội là cán bộ là then chốt thì phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ hội và nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ hội từ ở các cấp, từ cơ sở cho đến tỉnh. Thứ hai là đổi mới cái phương thức tập họp hội viên từ cái phương thức tập họp truyền thống trước đây thì chúng ta đổi mới qua hình thức đó là xây dựng các cái chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp, và từ các chi hội tổ hội này chúng ta phát triển lên thành các mô hình kinh tế tập thể trong tập thể cán bộ hội viên. Thứ ba đó là chúng ta phải lấy cái hội viên, lấy nông dân làm trung tâm, lấy nông dân làm trung tâm để tăng cường các hoạt động hỗ trợ khai thác chính sách, rồi các hoạt động hỗ trợ cho hội viên trong phát triển kinh tế, và đặc biệt đó là nâng cao cái nhóm các mô hình nông dân ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Và thứ tư đó là chúng ta lấy cái phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi để chúng ta làm các cái để nhân rộng các mô hình này trong tất cả các cán bộ hội viên. Và cũng trong cái mục tiêu chúng tôi đặt ra thì sẽ có hai cái chương trình đột phá. Chương trình thứ nhất đó là chúng tôi tạo cái sự hợp tác sáu nhà, cố gắng tạo ra cái chuỗi liên kết hội viên để nâng cao giá trị nông sản trong nông dân. Thứ hai đó là chúng tôi xây dựng các cái mô hình gọi là nông dân khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó thì hội cũng đề ra 15 cái nhóm chỉ tiêu quan trọng và 5 cái nhóm nhiệm vụ giải pháp để tổ chức phát động thi đua trong cái giai đoạn nhiệm kỳ 2023-2028. Một chặng đường mới sắp bắt đầu, có cả cơ hội lẫn thách thức đang xen. Song chúng ta tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực quyết tâm của cả tập thể ban chấp hành cùng các cấp hội và hội viên nông dân toàn tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục ghi thêm nhiều thành tích mới, nhiều hoạt động phong trào hay, sáng tạo trong nhiệm kỳ 2023-2028, góp phần thực hiện thắng lợi tiến trình đổi mới nông nghiệp, nông dân, nông thôn và công cuộc phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.